hôm qua tôi đưa cái bản báo cáo hình như sai gì đó, chủ tôi quá trời luôn á, không bắt tôi á, bắt sao là phải nộp gấp vậy không á. Làm cái gì mà hẹn hò giờ này cho đến vậy? Mình tới hơi sớm, chắc họ cũng sắp tới rồi đó. Anh ở đây bằng một mình đi nha, em đi trước đi. Phong, Phong à, cô ơi. Anh kêu tôi hả? Phải, hình như là tôi và cô quen nhau cách đây một tháng á. Tôi và cô gặp nhau ở vũ trường. Vậy hả? Có chuyện gì không anh? Nếu không có chuyện gì á thì tôi xin phép anh. À khoan đã. Em không nhớ anh thật sao? Nhớ chuyện gì? Chúng ta gặp nhau ở trong vũ trường, rồi sau đó chúng ta qua đêm với nhau nữa. Anh điên hả? Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, làm gì có chuyện đó xảy ra. Anh đúng là đồ điên á. Tôi không hiểu tại sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy. Anh muốn gì hả? Anh đâu có muốn gì đâu. Tất cả những điều mà anh nói hoàn toàn là sự thật. Anh và em đã... Anh im đi. Anh vui lắm hả? Nếu như mà tôi đã ngủ với anh thì làm sao chứ? Một lần chưa đủ hả? Tôi ngu thì tôi chịu, nhưng anh đừng nghĩ tôi là loại phụ nữ dễ dãi. Muốn làm gì thì làm. Anh làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Nè, à anh đã có thông tin gì về người thanh niên đó chưa? Chưa có, chắc vài ngày nữa. Anh ta vừa đến gặp Sáu Phụng, vừa đến gặp Hưng Bợm. Có khi nào anh ta có liên quan đến việc mất tích của mấy đứa trẻ không anh? Rồi, biết rồi. Anh thì lúc nào cũng đòi bằng chứng. Anh đâu có đòi.
Đó là luật mà. Em khỏe không? Nhớ anh không? Ai nhắn vậy? Là Tài Cận. Anh xem đi. Alo anh nghe. Anh Tài hả? Anh đang ở đâu vậy? Sao tự nhiên anh đi đâu, anh không nói với em tiếng nào hết vậy? Em gọi cho anh không được, đến nhà tìm á thì không có. Anh đang gặp chuyện gì hả? Anh có khỏe không? Anh à... Sao tới giờ anh mới gọi cho em vậy? Anh có biết á là em nhớ anh lắm không? À... Anh xin lỗi nha, tại vì có chuyện gấp cho nên không kịp báo cho em biết. Anh đi đâu? Bây giờ anh đang ở đâu? Anh... À, tạm thời bây giờ anh không thể nói cho em biết được. Tại sao anh lại không cho em biết được? Anh có chuyện gì giấu em phải không? Anh có biết á là em lo cho anh lắm không? À, anh xin lỗi. Nhưng mà... Bây giờ anh đang ở đâu? Em sẽ đến gặp anh nha. À, không, không được đâu. Em không thể đến cho anh được đâu. Tại sao vậy? Anh đang gặp chuyện gì hả? Hay là anh không muốn gặp em nữa phải không? Không phải. Nhưng mà thật ra anh cũng nhớ em lắm. Nhưng mà bây giờ anh không thể nói cho em biết được. À thôi, anh có việc bận rồi. Có gì anh sẽ gọi lại cho em sau nha. Alo, anh Tài. Alo. Sao rồi? Có xác định được không? Dạ không anh. Lan, em gọi lại lần nữa xem sao. Ừ. Không được, không liên lạc được anh. Thống nhất là như vậy. Sau khi có được thông tin, em phối hợp với công an địa phương để khoanh vùng và tiến hành truy xét. Do đó, nè, anh nghĩ Tài Cận chắc chắn sẽ liên lạc lại. Nhưng lần sau, em phải thay đổi chiến thuật. Phải đánh vào tâm lý của đối tượng trước, rồi sau đó mới tìm cách khai thác. Dạ em biết rồi. Cháu cứ nói đi. Đúng như là chú đã nhận định trước đây, ngoài việc dùng sát thủ, Ba Long còn dùng cách cung cấp thông tin về hoạt động phạm tội của các băng nhóm khác hoặc bọn đàn em mà dám trở mặt với hắn ta cho công an. Việc đó vừa dựng lên tấm bình phong cho ông ta đối với chính quyền và những người xung quanh, vừa giúp hắn ta tăng thêm uy tín và khiến các băng nhóm khác phải e sợ. Vậy là Từ Lân đã cho Hải Trắng biết Ba Long và Nam Quy có mối quan hệ rất rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mà một trong những số đó là nhân vật thường được gọi là anh Hai.
hắn có nói gì về nhân vật anh hai này nữa không? Tư Lân đã nói với Hải Trắng, hắn ta chưa từng gặp anh hai, dù đã rất nhiều lần đề nghị với Ba Long và Nam Quy. Đó chính là lý do Tư Lân luôn nghe ngài đứng dưới trướng của Ba Long, và đề phòng trường hợp Hải Trắng tung quá mù gây khó khăn cho việc điều tra. Cháu đã phối hợp với trại tạm giam để tiếp tục tiến hành các biện pháp khai thác, và tổ B2 của cháu đang xác minh lại tất cả lời khai của hắn. Căn cứ vào thái độ của Hải Trắng, cháu nghĩ hắn vẫn chưa khai hết những điều mà hắn biết được. Qua lời khai của Hải Trắng, mặc dù phải xác minh làm rõ, nhưng trước hết chúng ta đã xác định được vai trò, vị trí của Ba Long trong vụ án này như thế nào. Tôi có một đề nghị, chúng ta phải tính toán hết sức kỹ càng trước khi tiến hành các hoạt động điều tra, tránh trường hợp bứt dây động rừng. Ôi xin lỗi, tôi quên tắt chuông điện thoại. Anh cứ nghe điện thoại đi. À dạ. Alo, tôi nghe đây. Hả? Được rồi, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Hải Trắng đã bị giết. Em xin phép. Không thể chấp nhận được. Không ngờ bọn chúng giết người ngay trước mặt mình. Lấy cung xong chưa? Dạ, mình đang làm. Mà thằng này nó lì quá, nó nhất định không mở miệng nói một lời nào hết. Thôi, để tôi trực tiếp lấy cung của hắn. Không cần đâu, chắc chắn không thể khai thác hắn theo cách thông thường được. Đồng chí phối hợp với trại lập kế hoạch tiếp cận và tiếp tục khai thác thông tin. Dạ rõ. Còn anh và Minh rà soát lại tình hình của các đối tượng, yêu cầu mạng lưới tiếp tục khai thác thông tin về việc này. Dạ.
Có khi nào ông ba ông gặp anh hai mà anh không biết không? Hồi nãy anh hai có điện cho anh. Ông tưởng anh và anh ba làm chuyện này cho nên chửi cho một trận. Anh biết tính của ông mà. Có dâng hết tài sản thì anh cũng không bao giờ giúp mình làm mấy chuyện này đâu. Vậy còn chuyện thằng Hải Trắng khai ra ông ba và anh hai là do ai nói? Không phải là anh hai. Tới hôm nay anh mới biết chuyện này. Vậy chẳng lẽ... Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui, tôi mất vui nguyên một ngày. Na ra 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 ra. Chị Bụi. Trời ơi, trời ơi, chiến sĩ ập tới là em giật hết cả hồn, xém tí nữa bể trong ly này rồi. Nghỉ tay đi, nói chuyện trước. Dạ, ngồi xuống hả? Rồi chiến sĩ ngồi trước đi. Tôi muốn nhờ chị giúp một chuyện. Trời, nghe chị cứ hết muốn giúp gì luôn á trời. Phải kêu em bằng muội. Tôi muốn nhờ muội giúp một chuyện. Ờ đó, vậy đi, vậy đi. Thấy chưa, bây giờ muốn nhờ gì cũng được nè. Em lên rừng, em xuống biển, hay đi sâu vô lòng đất, hay em đi sâu vô lòng của chán sĩ. Trời, mặt làm gì căng dữ vậy. Em giỡn xíu cho vui, tại quán ế quá, em giỡn cho vui. Giờ chán sĩ có chuyện gì nói đi. Chuyện của Ngọc Gà Bay. Hả? Ngọc Gà Bay hả? Khổ ghê trời, muốn nói gì tự nói đi. Tự nhiên à. Bởi vì dại dột quá, tự nhiên trai đẹp tới nhờ. Cái làm giùm liền vậy à. Giờ không biết sao, không biết có làm được không đây. Trời ơi trời. Muội sao vậy muội? Phim thôi mà. Trời, không phải đâu, tội nghiệp lắm. Ông ba ở trong phim. Tội nghiệp lắm. Tại vì trả thù cho cha mẹ, cho nên phải trà trộn vô trong một cái băng nhóm xã hội đen. Đó,
cái hành động người ta nghĩa hiệp như vậy đó. Mà tự nhiên ở đâu có một con người yêu oppa. Cái con này nó ở không, nó rảnh rỗi, tối ngày nó đeo theo oppa hoài, rồi nó làm bại lộ hết mọi chuyện, hại oppa bị cái đám tội phạm nó phát hiện ra. Thấy ghê lắm. Oppa bị ông chùm xã hội đen cầm nguyên cái súng vậy nè, bắn cái đông. Trời ơi, thấy thương không? Oppa nhảy đành 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 như con cá chết vậy nè. Trời đất ơi, chết oppa tôi rồi. Lạy trời cho ông đạo diễn, ông làm sao cho oppa được chết nha, chúng tôi tội nghiệp lắm. Mà con biết sao không? Bé Ngọc biết sao không? Tại con bánh bèo vô dụng nó hết á. Nó yêu cái kiểu gì á mà nó tối ngày nó đeo bám người ta hoài. Rồi còn mấy cái chuyện bí mật á, nó không biết gì mà nó cứ đồn lung tung. Rốt cuộc oppa bị phát hiện là phải rồi, bị bắn là phải rồi. Trời ơi là trời, khổ ghê vậy à. Tội nghiệp oppa quá. Chuyện sao rồi em? Mấy ngày rồi em có phát hiện gì mới không? Chưa phát hiện gì mới hết. Có chuyện gì nói đi. Con mới vừa nhận được tin rất quan trọng. Mẹ, mày bỏ ngay cái kiểu làm ra vẻ bí ẩn đó đi. Có chuyện gì nói mẹ ra đi. Mấy hôm trước thằng Hải Trắng đã đứng ra nhận tội. Tao không quan tâm tới thằng đó. Vấn đề ở đây là nó đã khai chú Tư đã kể cho nó nghe rất nhiều hoạt động của cô, ông Năm và cả ông Ba. Và điều quan trọng hơn nữa là mới hôm qua nó đã bị giết chết ở trong trại giam. Tôi nghĩ anh biết mình cần phải làm gì trong lúc này. Alo, ai đó? Dạ bà Sáu. Tao tưởng mình chết rồi chứ. Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng quan trọng là phải chết đúng thời điểm. Thế nào, bà đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa? Được, coi như tao đồng ý. Nhưng trước tiên tao muốn biết, mày có bằng chứng chứng minh là ông ta đã hại chết thằng Bèo không? Anh thương bà phải hiểu rõ điều đó hơn tôi chứ. Chỉ cần một cú điện thoại là ông anh kích nghĩa của bà có thể đưa bất cứ đối thủ nào đang cản trở chuyện làm ăn của các cư dân, hoặc ít nhất là bị đàn công an kiện quanh đến mức không thể ngóc đầu lên được, có đúng không? Thằng Bèo cũng vậy thôi. Ba Long, Năm Quy và Tự Lân không phải là đối thủ của ta.
rửa tay ngắt kịp sau chuyện hàng đó. Những dao mạnh của bà đã dùng có thêm phải vô từng gốc. Thằng Mèo không bị công an bắt chết sẽ ngập nghĩa ở trong tù. Bây giờ mày muốn tao làm gì? Nhìn trường của bản thân của ông ta. Bằng cách nào? Bất cứ ai đối đầu với ông ta đều có chung mục đích cùng. Chỉ có một cách duy nhất để con cáo già đó lộ đuôi ra ngoài. Em mời anh ba. Thưa anh ba, trước đây anh ba đã từng nói một công ty muốn mạnh thì phải được xây dựng có tổ chức, có quy củ rõ ràng. Trước đây, bây giờ hay sau này, em đều ủng hộ ý kiến của anh. Bây giờ dù anh ba quyết định rút lui, em vẫn tiếp tục làm và chắc chắn sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh ba. Phần của anh Năm thì cũng không có gì thay đổi, nhưng phần của anh ba bây giờ do thằng Phong chịu trách nhiệm. Anh ba thấy sao? Tất nhiên là được rồi. Trước đây anh em mình ai lo phần người nấy, nên dễ phát sinh những điều không hay. Bây giờ em muốn quy tất cả về một mối để mình dễ quản lý. Nếu có gì thì mình có thể dễ bàn bạc và xử lý. Hai anh nghĩ sao? Tôi không có ý kiến gì. Đã giao hết cho cô rồi thì cô hoàn toàn quyết định. Còn chú thì sao? Anh ba và cô Sáu cứ quyết định, em sao cũng được hết. Chén cơm của anh em bây giờ trông cậy hết vào cô đó. Mời anh ba. Lâu lắm rồi mới trở về không một. Thấy chả khác gì mấy hả? Khác chứ. Thức đêm mới biết đêm dài. Phong, tụi mình đi. Ba, ba tính để yên cho bà Sáu làm như vậy sao? Ba bị sao vậy? Hết ông Tư, bây giờ tới bà Sáu. Thôi mày im đi, cứ lo mà làm tốt công việc của mày đi là được rồi. Còn mấy cái chuyện khác mày không cần phải lo. Ba lúc nào với anh Thái cũng nói con không cần phải lo. Vậy chứ con là cái gì? Bây giờ tới bà Sáu đứng ra quản lý, mặt mũi để đâu chứ? Người ta sinh ra có cái đầu là để suy nghĩ, chứ không phải là để làm cảnh. Con thấy thằng Phong nói không phải là không có lý. Bà Sáu càng ngày càng quá đáng. Mở miệng thì nói là thực hiện dự định còn dang dở của chú, nhưng thực chất là không muốn chú tham gia vào công việc. Cứ kệ nó đi, tao đang muốn xem nó làm được những gì và để coi khả năng của nó đến đâu. Xuống đi anh.
Vô em. Hiểu quá. Ê, ở đây nè. Từ từ. Anh xỉn rồi. Thôi. Dạ xin lỗi anh, ở đây cũng được làm vậy à. Dạ xin anh bình tĩnh à. Tụi bay làm ăn như vậy đó hả? Chém chết mày hết cho tao. Cô Sáu à, cô thừa biết ai đứng sau vụ này? Tao không cần biết. Ai đụng tới tao thì tao chơi hết. Từ hồi nào tới giờ ông ta chưa bao giờ dùng cách này. Đã bước lên con thuyền to thì phải chấp nhận sóng lớn. Hòn bớt ném đi thì hòn chì ném lại. Thí già còn tốt, để được con tướng hoặc chí ít là con xe thì cũng đáng. Đi đâu điên mình vậy? Đi đâu đây? Thấy cô đi dạo đi chung cho vui. Nhảm nhí. Sao? Làm gì lúc nào cũng cao có vậy? Không liên quan tới anh. Cười lên bộ chết hả? Có chứ. Thấy cô đẹp, cười lên sẽ đẹp hơn đó. Đập chết mẹ nó cho tao. Dạ. Ê. Dạ. Thôi, chạy nhanh. Đủ rồi. Đi. Dạ. Dạ. Đau lắm không? Nhiều đây nhập nhòi. Đợi tôi chút, tôi lấy đồ ăn cho anh nha. Anh Thảo, anh có sao không vậy? Anh không sao. Anh nổi này vậy? Anh không sao mà. Như vậy mà nói không sao là sao? Con kia, ra ngoài. Nhưng mà anh thả anh bị vậy, để em băng bó cho ảnh xong rồi em đi. Tao nói mày đi ra ngoài, ở đây không có chuyện của mày. Ra ngoài. Đau lắm không? Ừ.
Cảm ơn anh nha. Về vụ chi? Anh đỡ cho tôi. Sao tự nhiên thằng Vinh cố tình chặn đường rồi lại thả mình như vậy? Anh có hiểu chuyện gì không? Đâu phải chuyện gì tôi cũng biết đâu. Đúng vậy. Tôi nhất định sẽ trả món nợ này. Để ngày mai tôi dò coi thử xem như thế nào. Đánh rắn thì phải đánh vô cái đầu, chứ đánh khúc đuôi thì có nhầm nhò gì đâu. Tôi ra ngoài một chút nha. Thưa nè, hồi nãy bị tụi nó đánh trúng chân đau không? Con kia, sao mày không về đi, đứng đây làm gì? Chị, cho em vô gặp anh Thảo được không? Ngủ rồi, về đi. Em chỉ vô gặp một chút thôi. Tao kêu mày về đi. Nhưng mà em... Tao kêu mày đi về đi, có nghe chưa? Dạ. Thằng khốn. Thằng đó đi đâu rồi? Dạ thưa cô, ảnh đi tìm hiểu coi ai đứng sau băng nhóm của thằng Vinh cò con. Mày thấy nó làm sao? Dạ. Sao là sao ạ? Mày bị làm sao vậy? Tao đang hỏi mày đó. Mày thấy nó có đáng tin không? Dạ có. Nếu có anh ta thì công việc của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Được, vụ này giao cho nó giải quyết. Xong việc, kéo nó vào cuộc luôn. Dạ. Xin lỗi vì hôm bữa hơi nặng tay nha ông anh. Sao? Việc tiếp theo cho em làm là gì không anh? Tạm thời cứ vậy đi. Mày đánh mặt một thời gian, khi nào cần tao sẽ gọi. Cảm ơn ông anh. Thank you.